Nhà lấy tôi giống tre đâu ra mà đẹp vậy? Nhà tôi nhiều tre, cho nên cắt ra một cái ly đựng mì trong đây ăn nó mới chắc. Cái ly mì của mày nó đơn giản quá đây ơi. Đúng ra mày phải khắc thêm hoa văn lên cho nó, kiểu giống như cái chén của mình ăn cơm vậy đó. Mày biết khắc không? Khắc cho tao cái hình hạ phong thủy coi. Khắc hả? Rồi ok. Khắc xong rồi anh em ơi. Ở đâu? Hả? Anh chọn khắc đẹp thiệt đó. Cái ly này xài một thời gian rồi nó héo rồi, đâu còn xài được nữa đâu. Mập nãy rảnh thiệt, mày thích ăn kiểu này chứ gì? Cưa nguyên cây tre rồi làm mì chóm tre, ăn cho đã. Chứ chẳng lẽ mỗi lần muốn ăn mì là phải cắt một ống tre vậy đó hả? Không được đâu anh Quang ơi, mì chơi ống tre là ngày xưa anh Vinh đã quay clip rồi. Biết rồi, nhưng mà anh thấy có lần nào giống lần nào không? Anh Vinh anh đổi mới hết trơn à. Ê, vậy mình kêu anh Vinh làm clip mì chóm ống tre ha. Ừ, vậy đi. Ê, anh ra luôn kìa. Được rồi, anh Vinh. Em có ý tưởng là hay dữ nè. Ngừng đi. Có phải em muốn là anh bỏ mì vô trong cái ống tre này ăn gì đúng nhận sai cả với ba anh? Đúng rồi. Anh Vinh Vinh, nhưng mà cái ống tre này nhỏ xíu, bỏ mì vô ăn đâu có đã đâu. Cho nên tụi em tính... bỏ vô đây ăn không đã, cho nên em muốn anh quay phim trở về series là mì cho ống tre gì đúng nhận sai cả với ba anh. Anh Vinh Vinh, em hỏi này cái, em thắc mắc nãy giờ. Có phải là em đang thắc mắc là anh đã thực hiện vài cái video mì cho ống tre rồi, giờ nếu làm lại khán giả không xem gì đúng nhận sai cả với ba anh? Dạ, cái này em trả anh Vinh ơi. Em định hỏi anh á, sao anh mặc cái quần nó gắt dữ vậy? Cái thằng này hay lúa thật sự. Cái thời bây giờ mày mặc một cái quần lành lặn gì ra ngoài đường tao bảo mày nhà quê. Mày phải mặc một cái quần sao mà càng rách là nó càng sang. Vậy hả? Anh đang chết cái quần chết luôn rồi. Đừng! Đừng đi! Cái quần người ta thời trang nó rách coi nó mới được. Mày mặc cái quần này rất là thành cái đồ lao luôn đó. Nhìn chung thì cái ý tưởng mì chóm tre này cũng rất là nhiều youtuber trước đó người ta làm rồi. Giờ nếu mà mình làm lại thì khán giả không có vô coi đâu. Mình còn phải đổi mới. Được rồi. Mấy em đi chặt cho anh một cái cây tre thiệt là bự. Bắt ngang bờ sông anh thả mì với đồ ăn ở dưới đó, mấy em mặc áo phao vừa bơi vừa ăn đó. Trời ơi, ăn có miếng mì nha, làm gì khổ thân với anh. Mình đang bơi, tay này cầm chén, tay này cầm đũa gắp mì ăn anh. Mình phải ra cái phiên bản nào làm cho mình ăn thoải mái nhất anh. Em có ý tưởng này nè. Anh mà thiệt nghe, em đảm bảo clip của mình lên thẳng top tình hành Việt Nam luôn. Rồi. Mì chơi ống tre. Mì thì mình giữ nguyên, còn ống tre mình thay bằng ống công á. Dám chơi không? Đúng là một ý tưởng bẩn thỉu dơ giấy bại hoại tệ. Ông Vinh ơi, mình làm mì cho ống tre bình thường là được rồi, đừng có nâng cấp hay đổi mới gì chân á. Nhỏ này nói đúng nè. Được rồi, mấy em thấy cái nóc nhà đó không? Anh sẽ bắt ống tre từ dưới đất lên trên đó, anh ngồi trên mấy nhà đó, anh thả mì với đồ ăn nó trôi xuống đây, mấy em chỉ việc là ngồi ăn thôi. Thì ngay lúc này anh cần các bạn nam đi chặt cho anh ba cây tre đem về đây, còn các bạn nữ thì đi mua mì với đồ ăn đem về chế biến. Thấy bụi tre đâu? Trời ơi, đi nào cái này bụi tre bá lửa này ông ơi. Kiếm cái nào bự giúp chặt cho tao. Kiếm đi. Cây này bự thì anh chặt cái này ông ơi. Được, xin chặt đi. Chặt lên. Tụi bay làm gì vậy? Thì mấy em chặt cây tre nè. Ai cho tụi mày chặt? Tụi em chặt một cây nè. Anh cho em chặt một cây thôi. Cây hả? Đúng rồi. Cây rồi anh ơi. Con cây hả? Mẹ mày biết bả là anh chết luôn á. Rồi tụi mày nhắm chịu thế được không? Mà tụi bay chặt tre làm cái gì? Quay clip mì cho ống tre. Cái gì? Làm mì cho ống tre mà chẳng có một cây. Sao đủ? Chặt hai cây cho anh. Không. Được không trời? Chặt một cây mẹ la rồi. Chặt hai cây chứ anh ăn no đòn luôn quá. Ăn đòn thôi mà. Có chết đâu sợ. Nghe mày ngon hay ngáo mày vô đây mày nằm cúi xuống đi. Dạ. Mẹ anh mới nói gì á thì mấy đứa cũng nghe phải không? Để anh vô gặp mẹ anh cái rồi xíu xuống quay sau. Thôi mấy đứa chặt tre đây. Thấy chưa? Thấy hảo hén nói chuyện chưa? Có sao không? Không có sao mày. Chắc không sao đâu. Lần sau có bỏ tre xuống nhớ nói trước một tiếng nha anh em. Sao mày? Anh có sao không anh nhau? Dòng mấy kiếp này nhỏ đó, ăn nhầm gì anh? Anh em đồ nghề tới tiếp anh em đục tre nè. Rồi đi ra đây. Nè khoan, đi ra mỏ người cái mà đổ. Tre. Ê Ngọc, thằng kia mấy đứa kia ra tiếp không? Tìm con gái hồi nãy anh Vinh phân công đi mua mì rồi. Giờ còn ai tiếp mình nữa đâu. Nhiệm vụ của mình thì mình làm đi. Chứ không chờ người khác làm cái gì. Đi rồi mày ơi.
Một sớm giờ chưa tét đường ống tre nữa kìa anh Ngáo. Với tốc độ này chắc ngày mai mới đục xong hai cây tre quá. Cái thằng khứa mập này, lúc không có tre thì đi kiếm, còn giờ có rồi đục thôi cũng than nữa. Chỉnh cho anh đi. Lâu quá. Công nhận con gái sướng thiệt. Sao mày? Toàn làm mấy việc nhẹ không à, còn con trai tụi mình làm mấy việc nặng giống vậy nè. Muốn vậy thì cầu nguyện đi, kiếp sau được làm gái, lấy chồng đẻ vài đứa con đi còn mày thấy cảnh. Ừ, kiếp sau làm gái luôn mà không đẻ đó. Gì kỳ mày? Thông cảm cho nó đi, béo phì khó có con lắm. Ê, tao béo phì hồi nào mày? Hai đứa bay đục tre hay cãi lộn? Làm lẹ đi. Mấy đứa bay đục tre thôi mà làm gì âm sùm vậy hả? Có ba thằng à mà như một cái chợ. Mấy đứa có bồ nói chuyện lớn tiếng hay anh nhau? Coi mặt ba thằng nó kìa thấy ứa gan không? Mày nói đúng rồi đó, mới có bài lớn à, bài đặt yêu đương. Chắp tay con lại ông trời, cầu cho mấy đứa có bộ chia tay. Quay tôi lại. Quay cái về nè, để hả vốn tre lăn xuống cho dễ. Mấy cục cá viên bò viên hình tròn thì lăn được đúng rồi, còn cái cây xúc xích nó dài thòn vậy sao mà chơi được. Cái nào má dùng để trang trí hả? Cái cây xúc xích nó dài thì mình cắt ra cho nó ngắn lại. Ngắn lại tôi cũng đâu có hình tròn đâu, nó dẹp dẹp vậy sao mà chơi được. Đó là lý do tôi nói bà sao mà không có não đó. Cái miếng xúc xích này nè, mình luộc lên nó làm sao nó phình ra. Thì đó, mình luộc lên nó phình ra, hình tròn, lăn được chưa? Thôi tranh thủ làm lẹ đi nè. Mấy anh ngoại lắp xong cái ống tre là vô có ăn liền. Chứ người ta làm ngoài nắng cực khổ, mẹ vô đây còn đợi mình chế biến nữa. Vậy thì kỳ dữ lắm. Mấy cây tre này nè, cái bạn muốn vừa lỗ á, phải sử dụng cái mũi khoan. Chứ cái bạn xài cái đục là cái tre bị tét tiền luôn á. Rồi, mình mới khoan hai lỗ xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng dây chì á, xỏ qua hai cái lỗ này rồi máy xuống cái ghế nha. Đây, ngay đây 3 mét nè, cương ngay đây luôn. Cho tim mình nhiều người các bạn, cho nên clip mì chóm chay lần này tụi mình làm khung cho thành chữ U, ăn cho nó thoải mái nha. Thấy mệt không Thanh? Các bạn ơi, đâu phải đốn cây tre xuống chẻ ra là được giống vậy đâu. Tụi mình phải lấy cây đục đục từng mất tre ra, xong rồi lấy giấy nhám chà cho thiệt là láng. Để hồi nữa anh Vinh thả mì trên đó nó mới trôi xuống được chứ. 5 thằng đục 3 tiếng xong được 2 cây tre. Thấy mất công không? Ngay từ đầu nó kêu ảnh làm clip mì cho ống tống đi không chịu. Thấy mất công không? Mà tao thấy ý tưởng này cũng hay mà mày. Chứ gì nữa, ổng làm cái 10 triệu view luôn á. Ừ. Cái ý tưởng của mặt này đỉnh dữ trời. Cũng may là anh Vinh không chịu làm. Để lấy cái giết gà ghi chú lại, đừng sao quay cho kênh mình coi. Xong chân chống bự rồi nè. Có chân chống nhỏ luôn rồi nè. Rồi gắp vô. Rồi gắp vô, gắp vô. Rồi đây nè. Rồi đó. Rồi rồi. Đây đây. Gắp vô, gắp vô. Xích lên, xích lên. Xích tới miếng. Rồi chưa? Rồi rồi, được rồi. Rồi rồi đó. Rồi rồi anh nha. Cũng kìa đây. Rồi, tôi cậu anh đây luôn nha anh em. Ừ. Rồi, cộm chắc chắc vô nha. Rồi mày ơi. Để mà công đây ăn nó sức gà nữa đó. Chỉ cho chắc vô. Rồi chưa mày? Rồi rồi đưa tao cái kèm ơi. Đây. Sau khi set up xong mấy cái đường ống tre rồi á thì mình phải di chuyển những cái thùng nước 20 lít như thế này lên nóc nhà nè các bạn. Nó cũng 20 kg á. Tiếp anh mấy em ơi. Dạ, 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 dạ. Anh ơi. Anh leo anh bước vô đây. Đi anh. Dính còn thang, dính còn thang. Rồi dính còn thang nè. Dính đi dính. Ôi. Rồi dính nha. Dính rồi anh. Từ từ gấp cái gì. Được không? 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 Được không?
giới thiệu với mọi người, đây là cái thùng đồ ăn của cái clip mì trôi ống tre nha các bạn. Đó, đẹp chưa? Nước đang chảy phía dưới và tụi nó đang rất là háo hức đón chờ đồ ăn ha. Đây, thả cho mấy đứa cái cục tôm viên xuống trước một cái nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi, bỏ văng ra ngoài luôn rồi. Đây, đây, đây. Kìa, mình thấy các bạn ơi. Kìa, xuống đây kìa. Đây nè, đây nè. Dắt ra đây nè. Đây, chụp đi. Đây kia các bạn ơi. Ê, bạn đứng tao yếu bạn. Nè lại. Nè, nó lúc cho mày. Wow. Quá ngon các bạn. Đây, đâu rồi, cậu ơi, cậu ơi. Mấy đứa dưới đi. Ờ thế chị nói vô luôn á. Cái gì đâu luôn á. Mình ngồi đây mình phục vụ, hồi nãy giờ mình chưa ăn được cục cá viên chiên sao đó. Nhưng mà mình thấy tụi nó phía dưới họ hát ăn vui quá, mình cũng vui lây. Cáu luôn cậu. Mấy nhỏ này ham ăn quá các bạn ơi. Ăn thử miếng bạn ơi. Đã. Đó. Được rồi, kệ mấy 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 mấy. Đó, nhúng vô. Quậy 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 à. Đó. Gắp lên ơi, gắp lên ơi. Để vô, để vô. Gắp nè. Rồi, đúng nè, đúng nè. Đúng nè, đúng nè. Quá ngon quá. Ở đây. Quá nhậu nè, mày coi tôi gấp một lượt ba cục luôn nè. Ơi. Nhìn nào, cái xúc xích mình vậy anh? Xúc xích. Đâu đâu đâu. Em đây, em đây, em đây, em đây. Một đâu. Đúng rồi. Hay chưa? Dạ gì hả? Nè, xúc xích. Gấp một lượt hai cục nhậu. Xúc xích với bò. Xúc xích với bò nha bạn. Đến cái cây gần thằng đòi đồ ăn. Thằng nào một trái thôi chứ, từ từ chứ, có mình anh phục vụ rồi em ơi. Em muốn chén nhỏ. Rồi lấy trái gần nhau. Rồi có anh, có anh. Anh có hả, định lấy cho em. Rồi lấy không, chị ra không. Rồi rồi, ba anh em mình. Rồi rồi, ai cũng có nhau ăn hết trơn các bạn ơi. Đúng là đứng ở đầu nguồn các bạn, nó rất là ok luôn các bạn ơi. Ừ, đây, thả vô nghe các bạn. Mấy trái táo này nó hơi to các bạn, mình phải đập nó xuống nó mới xuống nè. Đó. Đi qua. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông thông báo để ủng hộ team mình nha các bạn. Ôi 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 ôi. Gắp được rồi nè. Ăn đi anh nhau. Nè. No lắm em ơi, em ăn đi. Rồi em ăn không? Đông ra luôn. Đây. Rồi, hết sạch đồ ăn luôn rồi các bạn ơi. Đây nè, hết trái cây luôn rồi. Trời ơi, thôi. Giờ đi xuống rồi, quên đó. Giờ tụi mình còn phải dọn dẹp cái khu vực ở phía trên mấy nhà này nữa nè các bạn. Trời ơi. Mấy đứa ăn no chưa vậy? Còn đứa nào thèm nữa không? Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Mặc dù kết thúc nó hơi lãng xẹt chút xíu, nhưng mà hiện tại thì trời cũng đã hơn 6 giờ tối rồi. Tụi mình còn phải dọn dẹp này kia nữa, là nó cũng phải ra hơn 7 giờ đó các bạn. Thôi thì hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ team mình để kênh mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Người bị đem ra tòa xét xử, vậy là chỉ có hai đáp án thôi. Một là câu B bị cáo, hai là câu D bị đơn. Mà tự nhiên mà biết ra tòa hay gì? Không không. Phải rồi, bà phải bị người ta nạp đơn kiện thì mới ra tòa. Vậy là câu D bị đơn đó. Thường thường ra tòa các bạn, người ta hay kêu gì nè, bị cáo Nguyễn Văn A hoặc là bị cáo Trần Thị B. Người ta kêu bằng bị cáo cơ mà. Em chọn câu B, bị cáo. No. Qua câu 2, lá cờ của quốc gia nào có nhiều ngôi sao nhất? A. Monaco, B. Pakistan, C.